Việt Tân xuyên tạc kỳ họp Quốc hội Việt Nam. Việt Tân vừa tung ra cái tít Võ Văn Thưởng thoát danh sách 44 lãnh đạo bị lấy phiếu tín nhiệm. Phe củi, phe lò, phải khác nhau chứ. Đọc nó, nhiều phẫn nộ. Cái tốt tuy ngắn, nhưng lại phơi bày cái ngu lâu, ngu dài của Việt Tân. Và họ giải thích ngu lâu, ngu dài là bởi lòng dạ Việt Tân tăm tối, hèn hạ. Kèm đó là động cơ của những kẻ luôn chống phá, xuyên tạc bất kỳ điều gì tích cực, cần thiết mà nhà nước Việt Nam thực hiện. Hay nói cách khác, Việt Tân là kẻ cố tình chối bỏ, quay lưng lại với sự thật. Chẳng cần ngẫm lâu, cũng thấy quả có thế thật. Cái thật thể hiện ở những điểm sau. Thứ nhất, việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 là thực hiện theo nghị quyết số 96/2023/QH15, nghị quyết 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Nghị quyết 96 này đã quy định rõ đối tượng, nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Về mục đích yêu cầu, nghị quyết đã nêu rõ việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp này được Quốc hội Việt Nam chuẩn bị chu đáo, trong đó có việc xác định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Những người nằm trong danh sách nhận thức rõ trách nhiệm của mình nên chẳng ai coi đó là bị. Ngược lại, họ coi đây là được, dù có thể có hồi hộp trước một thách thức. Suy cho cùng, có hồi hộp thì cũng là chuyện thường. Một khóa Quốc hội trước, có ông Thượng Thư từng suýt rớt trong lần lấy phiếu tín nhiệm đầu. Vậy mà nhờ nỗ lực trong lần lấy phiếu tín nhiệm sau, chính ông này đã đỗ cao một cách vẻ vang đó sao? Điều đó thể hiện rằng sự nhìn nhận, đánh giá của Quốc hội là công bằng, khách quan, chứ không cảm tính hay khư khư định kiến. Thế nên, báo chí Việt Nam đưa tin lần lấy phiếu tín nhiệm lần này cũng vậy, đều dùng từ được để tránh đi sự hiểu lầm, tỉ như những cái tít của các cơ quan truyền thông lớn. Danh sách 44 người được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Cổng Thông tin Quốc hội. Danh sách nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Danh sách 44 người được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm năm 2023, báo Thanh niên. Quốc hội thông qua danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm, VN Express. Thực tế đó bác bỏ luận điệu và vạch trần thủ đoạn danh ma, cách diễn ngôn thâm hiểm về cái gọi là danh sách 44 lãnh đạo Việt Nam bị lấy phiếu tín nhiệm của Việt Tân nhằm bóp méo một hoạt động thiết thực của Quốc hội Việt Nam. Thứ hai, liên quan đến việc Quốc hội kỳ này không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chẳng hề có cái gọi là Võ Văn Thưởng thoát danh sách. Ai cũng thừa hiểu, đó chỉ là cái cớ Việt Tân tự dựng bịa. Họ dựng bịa để làm gì? Để hô hoán, kích động dư luận, để gieo rắc hoài nghi về cái gọi là phe nhóm lò, củi trong nội bộ nhà nước Việt Nam, điều mà họ chưa từng che giấu. Trong thực tế, theo quy định tại Điều 2 khoản 1, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, nghị quyết 96, ông Võ Văn Thưởng thuộc nhóm đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, cũng tại Điều 2 khoản 5 quy định, không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2. Điều này đã có thông báo nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Như vậy, việc ông Võ Văn Thưởng, người được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 diễn ra ngày 2 tháng 3 năm 2023, không thể nằm trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này là không thể khác. Làm khác đồng nghĩa với phạm luật. Cùng ông Võ Văn Thưởng còn có 4 nhân sự khác là các ông Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh. Những ông này cũng không thể đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm do được bầu phê chuẩn bổ nhiệm năm 2023. Đằng sau câu chuyện này chẳng có gì khuất tất. Ai cũng hiểu, cái chính ông Võ Văn Thưởng và 4 nhân sự trên chỉ mới đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian ngắn. Ngắn thì chưa đủ dữ liệu để mà đánh giá. Ngắn mà đã hấp tấp lấy phiếu tín nhiệm, điều đó liệu có cần thiết và kết quả liệu có khách quan?